Xin chào các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Giá ô tô 7 chỗ tại Việt Nam ngày càng rẻ. Sau những lần điều chỉnh giá niêm yết và sự góp mặt của loạt xe vừa ra mắt, nhiều phân khúc ô tô 7 chỗ hiện có mức giá sàn mới khá dễ chịu. Thị trường ế ẩm kéo dài khiến cơn bão ưu đãi, giảm giá ô tô diễn ra từ năm 2023 đến nay vẫn chưa có hồi kết. Không chỉ là những chương trình khuyến mại, nhiều mẫu ô tô còn được hãng giảm mạnh giá niêm yết. Một số xe ra mắt đời mới với giá thấp hơn đáng kể đời cũ. Có mẫu chưa giao xe đến khách hàng cũng đã giảm giá. Điều này khiến nhiều phân khúc ô tô hiện có mức giá sàn mới, trong đó gồm cả các dòng xe 7 chỗ. Đơn cử nhóm xe đa dụng MPV cỡ nhỏ với màn ra mắt gần đây của Hyundai Stargazer 2024. Ở đời xe đầu tiên trình làng Việt Nam cuối năm 2022, mẫu ô tô Hyundai có giá từ 575 đến 685 triệu đồng. Bước sang đời mới, giá Stargazer 2024 giảm mạnh, còn từ 489 đến 599 triệu đồng. Nhờ đó, Stargazer hiện trở thành mẫu ô tô 7 chỗ giá rẻ nhất thị trường, đồng thời thiết lập mức giá khởi điểm mới chưa tới 500 triệu đồng cho phân khúc MPV. Chỉ ngang bằng những mẫu sedan cỡ nhỏ như Hyundai Accent, Toyota Vios, mẫu MPV ăn khách Toyota Veloz Cross cũng giảm giá niêm yết so với thời điểm ra mắt. Hai phiên bản Veloz lần lượt giảm 10 và 28 triệu đồng, còn 648 và 688 triệu đồng. Một ví dụ khác là phân khúc xe gầm cao hạng D. Mới đây, tất cả phiên bản Hybrid, HEV và Hybrid cắm sạc PHEV của Kia Sorento giảm giá kỷ lục từ 70 đến 170 triệu đồng, còn từ 1,29 đến 1,499 tỷ đồng. So với thời điểm ra mắt cuối năm 2022, Kia Sorento Hybrid hiện có giá bán thấp hơn từ 260 đến 370 triệu đồng. Như vậy, Kia Sorento Hybrid Premium hiện là mẫu DSUV dùng động cơ Hybrid giá rẻ nhất phân khúc 1,029 tỷ đồng, thấp hơn cả phiên bản Hybrid của mẫu xe ở phân khúc dưới là Honda CR-V. Sau hai lần điều chỉnh giá cuối năm 2023, Hyundai Santa hiện có giá niêm yết thấp hơn từ 26 đến 106 triệu đồng so với giai đoạn trước. Trong khi đó, Toyota Fortuner phiên bản nâng cấp đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 khắt khe hơn. Thêm màn hình kích thước lớn nhưng giá bán lại thấp hơn đời cũ tới 120 triệu đồng. Phân khúc SUV hạng E cũng có mức giá sàn mới sau khi Hyundai Palisade đã mắt người tiêu dùng Việt tháng 9 năm 2023. Với giá từ 1,469 đến 1,589 tỷ đồng, thấp hơn rõ rệt mức trên dưới 2 tỷ đồng của Ford Explorer, Volkswagen Teramon hay Toyota Land Cruiser Prado. Đầu tháng 3 vừa qua, Ford Explorer cũng đã được hãng giảm giá niêm yết tới 400 triệu đồng, từ 2,399 tỷ còn 1,999 tỷ đồng. Xe Trung Quốc giá rẻ sắp trở thành dĩ vãng. Các số liệu khảo sát cho thấy ô tô thương hiệu BYD tại các thị trường nước ngoài đang đắt hơn mức niêm yết dành cho khách hàng Trung Quốc. Theo Reuters, BYD vừa tăng giá đáng kể đối với nhóm xe bán ra tại các thị trường bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Hành động này được cho là nhằm mục tiêu thu về khoản lợi nhuận mà hãng sản xuất ô tô Trung Quốc khó có thể nhận được ở thị trường nội địa, nơi tình hình cạnh tranh ngày một khốc liệt, cao hơn gần gấp 3. Cụ thể, Reuters cho biết một số showroom của BYD tại các thị trường nước ngoài đang niêm yết xe với giá cao hơn gấp đôi, thậm chí gần gấp 3 mức giá mà hãng xe này định vị tại thị trường Trung Quốc. Ví dụ, BYD Astoba có giá niêm yết tương đương 19.283 USD tại Trung Quốc. Nhiều khách hàng ở Đức đang phải bỏ ra đến 42.789 USD để có thể sở hữu xe. Trước đó vào tháng 3, ông Hoàng Chua Phu, nhà sáng lập hãng xe BYD, từng phát biểu với các nhà đầu tư rằng BYD kỳ vọng hoạt động xuất khẩu sẽ giúp lợi nhuận công ty tăng trưởng trong năm nay giữa lúc cuộc chiến giá tại thị trường xe điện Trung Quốc đang đe dọa lợi nhuận của BYD. Được biết, việc giá xe có sự khác biệt tại các thị trường khác nhau, chẳng hạn giữa xe bán cho khách hàng trong nước với ô tô xuất khẩu, là điều khá phổ biến trên thị trường ô tô toàn cầu. Tuy nhiên, theo ông Sam Fiorani, phó chủ tịch tại Autoforas Solution, quy mô tăng phí của BYD đối với thị trường nước ngoài là khá hiếm. Thông thường, mức chênh lệch giá tại các thị trường khác nhau trên toàn cầu là khá nhỏ, ông Sam Fiorani chia sẻ. Chuyên trang Reuters nhận định khoảng chênh lệch giá bán nói trên phản ánh sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc, nơi hàng chục thương hiệu xe điện đang tham gia cuộc chiến giá xe. Chuyên trang Reuters nhấn mạnh đến lợi thế về chi phí mà ngành xe điện Trung Quốc đang có được so với những đối thủ nước ngoài. Các chuyên gia nghiên cứu về ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc cho biết BYD đã tiến hành siết chặt chi phí tại mọi khâu trong quy trình sản xuất, từ nguyên liệu thô cho đến pin, mặt bằng và nhân công. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cũng được cho là đã trợ cấp rất nhiều cho toàn bộ thương hiệu xe điện đang hiện diện trên thị trường ô tô xứ tỷ dân, nơi xe điện và xe plug-in hybrid chiếm hơn 1/3 tổng doanh số ô tô mới trong năm vừa rồi. Reuters dẫn lời Ben Townsend, người đứng đầu mảng ô tô của Tatcham Research, cho biết các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc với BYD là lá cờ đầu, đang hài lòng với việc giữ cho giá xe tại các thị trường nước ngoài ở mức cao, từ đó thu về được lợi nhuận. Ben Townsend cho rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc
thường gặp khó trong việc thu về một khoản lợi nhuận nhỏ hoặc thậm chí là khó có thể hòa vốn ngay trên thị trường tại quê nhà. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc không tìm cách hạ giá xe tại châu Âu. Họ đang tìm cách kiếm thêm lợi nhuận, Ben Townsend kết luận, xóa bỏ định kiến xe Trung Quốc giá rẻ. Trong khi đó, bà Bao Dúy thuộc công ty nghiên cứu Zato Dynamics của Anh cho biết BYD, cùng với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc khác đang cố gắng xóa bỏ định kiến giá rẻ đối với các sản phẩm Trung Quốc. Các hãng xe đến từ đất nước tỷ dân được cho là nỗ lực thực hiện mục tiêu này, thông qua xây dựng danh tiếng thương hiệu trên toàn cầu và tập trung vào duy trì giá trị bán lại ở mức cao cho sản phẩm. Chuyên trang Reuters đã tiến hành khảo sát giá bán các mẫu xe của BYD bao gồm BYD Dolphin, BYD CEO và BYD Astova tại 5 thị trường xuất khẩu hàng đầu như Đức, Brazil, Israel, Australia và Thái Lan. Kết quả cho thấy tại các thị trường nước ngoài, giá khởi điểm của BYD Astova nhỉnh hơn giá xe trên thị trường Trung Quốc từ 81% đến 174%. Với BYD Dolphin, mức chênh lệch dao động từ 39% đến 178%, trong khi BYD CEO tại các thị trường nước ngoài có giá bán cao hơn từ 30% đến 136% so với giá niêm yết dành cho khách hàng Trung Quốc. Phiên bản BYD Dolphin tại Đức có giá bán 37.439 USD, cao hơn gấp đôi so với giá niêm yết 16.524 USD tại thị trường Trung Quốc. Dù chia sẻ chung, bộ pin BYD CEO bản nâng cấp có giá 48.139 USD tại Đức, cao hơn 59% so với mức niêm yết 30.317 USD dành cho khách hàng Trung Quốc. Chuyên trang Reuters cũng chỉ ra rằng các mẫu Tesla Model 3 xuất xưởng từ nhà máy Gigafactory ở Thượng Hải được bán cho khách hàng Đức với giá cao hơn 37% so với mức giá niêm yết tại Trung Quốc. Bên cạnh các mẫu xe cao cấp, các mẫu xe điện cỡ nhỏ giá rẻ với trang bị nghèo nàn cũng đang được coi là thoái trào và sẽ dần bị loại bỏ tại Trung Quốc cũng như trên thế giới. Xe Trung Quốc giá rẻ có lẽ sẽ kết thúc sứ mệnh của mình và tương lai sẽ là các hãng xe Trung Quốc đứng ngang hàng với xe Nhật, Hàn hay châu Âu, tận dụng lợi thế từ chuỗi cung ứng. Nghiên cứu do Reuters thực hiện trên giá xe điện Trung Quốc tại châu Âu cho thấy các nhà sản xuất ô tô đến từ đất nước tỷ dân thường định giá sản phẩm thấp hơn hoặc chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với các hãng xe truyền thống tại châu Âu. Bên cạnh đó, xe Trung Quốc cũng có những trang bị tiêu chuẩn mà các hãng sản xuất ô tô truyền thống của châu Âu thường buộc khách hàng phải chi thêm tiền để sở hữu. Phiên bản cao cấp nhất của BYD Astova tại Đức có giá niêm yết tương đương 42.789 USD, trong khi bản tiêu chuẩn của Opel Mokka thuần điện có giá niêm yết 43.652 đô la. Đồng thời, mẫu crossover của BYD cũng có giá bán cao hơn mức khởi điểm 41.298 của Peugeot E2 2008 tại thị trường châu Âu. Khảo sát của Reuters cũng cho thấy BYD CEO tại châu Âu có giá niêm yết cao hơn khoảng 10% so với Tesla Model 3, trong khi đó tại thị trường Trung Quốc, BYD CEO lại được bán với giá thấp hơn 6% so với mẫu xe điện của Tesla. Chuyên trang Reuters cho rằng BYD sở hữu lợi thế nhỉnh hơn các nhà sản xuất ô tô truyền thống nhờ chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc. Theo đó, hãng xe Trung Quốc tự sản xuất gần như tất cả bộ phận trên ô tô thay vì hợp tác cùng các nhà cung cấp. Việc Trung Quốc sở hữu quyền khai thác tại nhiều mỏ khoáng sản quan trọng để sản xuất pin cũng được cho là một phần lý do khiến BYD tỏ ra có lợi thế trước các đối thủ phương Tây. Chuyên trang Reuters dẫn dữ liệu từ Benchmark Mineral Intelligence cho thấy giá pin xe điện tại Trung Quốc trong năm nay đang thấp hơn khoảng 18% so với mức giá tại thị trường châu Âu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày. Bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.